Nam Tự Kinh, bài 20. Viết Quốc Phong, viết Nhã Tụng, hiệu Tứ Thi, đường Phúng Vịnh, Thi Ký Vong, Xuân Thu Tác, Ngụ Bao Biếm, biệt Thiện Ác. Trong kinh thi có bốn thể loại thơ, lần lượt là Quốc Phong, Đại Nhã, Tiểu Nhã và Tụng, được gọi là Tứ Thi. Sau khi nhà Chu suy bại, kinh thi dần bị con người lãng quên. Vì thế Khổng Tử đã dựa theo Lỗ Sử để biên soạn cuốn Xuân Thu. Cuốn sách này chứa đựng các bình luận về chính trị thời đó, nhắc nhở thế nhân cần phải phân rõ thiện ác. Khổng Tử từng nói rằng, bất học thi, vô dĩ ngôn. Đây là lời mà ông đã dạy con trai Khổng Lý. Tiếp sau đây, chúng ta cùng nhau nghe câu chuyện này nhé. Vào thời Xuân Thu chiến quốc, trong các học trò của Khổng Tử có một người tên là Trần Kháng. Trần Kháng không ngại đường xá xa xôi, từ nước Trần đi đến nước Lỗ bái Khổng Tử làm thầy. Vì Khổng Tử có quá nhiều học trò nên Trần Kháng không có cơ hội trực tiếp được Khổng Tử chỉ bảo và dạy dỗ. Vì vậy vẫn còn chút ngờ vực đối với những lý tưởng giáo dục và đạo lý làm người của Khổng Tử. Một ngày nọ, Trần Kháng tình cờ gặp được con trai Bá Ngư của Khổng Tử. Chào Bá Ngư tiên sinh, ngài là con trai của thầy. Tôi nghĩ là chắc hẳn thầy sẽ dạy ngài rất nhiều đạo lý mà người bình thường không được nghe đấy nhỉ? Cái này thì không phải. Tuy nhiên, có một lần phụ thân đang ở trong sân nhà, nhìn thấy tôi vội vã chạy qua nên bèn hỏi tôi. Bá Ngư à, con đã học kinh thi chưa? Dạ con chưa ạ. Kiến thức trong kinh thi rất phong phú, nếu con không học kinh thi thì khi nói chuyện sẽ không thể đối đáp phù hợp được. Thế là tôi bắt đầu học kinh thi. Sau đó vài ngày, phụ thân lại hỏi tôi, Bá Ngư, con đã học lễ ký chưa? Dạ chưa ạ. Nếu con không học lễ ký thì khó có được chỗ đứng trong xã hội. Thế là tôi lại bắt đầu nghiêm túc học lễ ký. Phụ thân chỉ dạy tôi có hai lần đó thôi. Xin cảm tạ ngài, tôi hiểu rồi. Trần Kháng sau khi trở về rất vui mừng nói với người nhà. Ha ha ha, hôm nay ta đã hỏi một mà được ba. Không những hiểu được tầm quan trọng của việc học kinh thi, mà còn hiểu được rằng học lễ ký mới có thể đối đãi người khác một cách hợp lý, lại thấy được sự vô tư chính trực của bậc quân tử. Cho dù đó là con trai của mình thì cũng không có một chút thiên vị. Không lâu sau đó, Trần Kháng nghe tin anh trai ở nước Vệ đổ bệnh qua đời, liền vội vã đến nước Vệ để chịu tang. Số ta thật là khổ mà. Tại sao phu quân lại bỏ ta mà đi chứ? Tẩu tẩu à, xin tẩu đừng đau buồn nữa. Tiên sinh à, tôi có một chuyện muốn nói với ngài. Là chuyện gì ông cứ nói. Sinh thời anh trai của ngài làm đại phu của nước Tề, nay ngài ấy đã qua đời. Chị dâu của ngài và tôi lo rằng ở dưới âm ty sẽ không có ai chăm sóc cho ngài ấy. Chúng tôi muốn chọn bài người tuấn tán để chăm sóc ngài ấy. Cái gì cơ? Dùng người sống để tuấn tán sao? Đó là vi phạm lễ pháp, vạn lần không được đâu. Vậy anh trai của cậu ở dưới đó sẽ không có ai chăm sóc rồi. Như vậy ta không đành lòng. Đúng vậy, đúng vậy. Tuấn tán là một hủ tục lưu truyền lại từ thời nhà Thương. Các gia tộc quyền thế lúc bấy giờ cho rằng người sau khi chết sẽ tiếp tục sống ở âm gian. Vì vậy họ hy vọng người chết có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý như lúc còn sống, đồng thời còn phải có người hầu hạ chăm sóc. Vì thế mới dùng người sống để tuẫn tán theo. Trần Kháng được Khổng Tử dạy dỗ, biết rằng Khổng Tử cực lực phản đối loại phong tục vô nhân đạo này, thế nên trong đầu nảy ra một ý. Nếu như anh trai cần được chăm sóc, tôi nghĩ rằng không có ai thích hợp hơn hai vị đâu.
Nếu không cần người để tuẩn tán thì thôi, còn nếu nhất định phải có người tuẩn tán theo, tôi nghĩ rằng hai vị đây là người thích hợp nhất. Cái gì? Điều này... Sau khi nghe xong lời của Trần Kháng, chị dâu và người quản gia kinh ngạc đến biến sắc và không nhắc đến chuyện tuẩn tán nữa. Trần Kháng cho rằng việc tuẩn tán là không phù hợp với lễ pháp, nên ngăn cản cách làm vô nhân đạo này. Điều này có lẽ chính là một thành tích mà ông học được từ Khổng Tử. Khổng Tử luôn dạy học trò của mình rằng nếu muốn lập thân dưỡng đức thì tất phải hưng vu thi, lập vu lễ, thành vu nhạc. Điều này đã nói rõ rằng học thơ có thể khiến người hiền hòa đôn hậu, hưng khởi tâm hướng thiện của con người. Học lễ có thể chỉnh tề nhân phẩm, khiến con người chúng ta có thể lập được chỗ đứng vững vàng trong xã hội. Còn âm nhạc mỹ hảo có thể tu dưỡng được những tình cảm cao thượng, khiến người ta hình thành nên nhân cách hoàn thiện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.